Vâng mọi người ơi, đây là những thứ mà hacker đã chuẩn bị vào chiều nay. Hai loại rau này, cà chua này, chanh này, mì tôm này. Đấy, tương cà này, tương ớt này. Đấy, bột ớt này. Xin chào tất cả các bạn. Dạo này thời tiết ở Hà Nội rất là nóng. Như hôm nay là thời tiết lên đến 39,5 độ C. Đấy, rất là nóng. Không biết nơi của các bạn thì thời tiết như thế nào, có nóng không? Cơ đang đi trên cái cây cầu Trường Dương. Đây mọi người xem, cây cầu đẹp không? Cây cầu này là bắc qua sông Hồng nhá các bạn nhá. Đây, đấy cho các bạn xem. Cơ bây giờ đang tìm một cái nơi yên tĩnh. Để chuẩn bị làm thách thức. Hacker rất là thích thực hiện thách thức ở những cái nơi nào mà yên tĩnh, ví dụ như là ven sông chẳng hạn, bởi vì cứ gần nước là có cái cảm giác là mát mẻ rồi ấy và yên tĩnh nữa. Thì bây giờ hacker đang cách một cái con sông gọi là sông Đuống, cũng tầm khoảng 5-6 cây thôi. Hacker sẽ tìm một cái nơi nào mà có thể xuống được gần chỗ ven sông đấy và sẽ thực hiện thách thức cho mọi người xem nha. Mọi người hãy đừng rời khỏi màn hình nhé. Vâng, như các bạn đã nhìn thấy là ghế phụ của hacker đang để rất là nhiều đồ và còn đằng sau cúp xe của hacker nữa. Các bạn ơi, hacker đã đến con sông Đuống rồi các bạn ạ. Bây giờ hacker sẽ đi theo cái viên đê này để tìm cái lối xuống ven sông nhá các bạn nhé. À đây hình như có lối rẽ vào ven sông rồi này các bạn ạ. Đây các bạn nhìn thấy chưa, phía trước là sông rồi này. Đấy, đến ngã ba thì mình rẽ trái nhá. Các bạn ơi, mình sẽ đi xuống cái lối đằng kia này. Bây giờ người ta chặn mất rồi, ô tô không vào được nữa. Thì bây giờ hacker sẽ để cái ô tô ở ngay dưới gốc cây này luôn. Thì hacker sẽ mang đồ xuống để thực hiện thách thức nha. Vâng mọi người ơi, đây chính là cái lối để xuống sát với bờ sông luôn này. Đấy các bạn xem, vẫn có các cái thuyền đi qua đi lại. Ở đây rất là yên tĩnh các bạn ạ. Hacker sẽ lựa chọn cái chỗ này làm bếp và bây giờ sẽ đi nhặt củi đã nhá. Như các bạn đã nhìn thấy là Hacker đã chuẩn bị rất là nhiều thứ rồi. Chủ đề của ngày hôm nay đó chính là ăn mì tôm với cả mọi thứ. Ok. Vâng mọi người ơi, đây là những thứ mà hacker đã chuẩn bị vào chiều nay. Hai loại rau này, cà chua này, chanh này, mì tôm này. Đấy, tương cà này, tương ớt này. Đấy, bột ớt này. Đấy, còn có cả đây là gì? Mắm tôm này. Đấy, sa tế này. Rất nhiều thứ này. Ok, bây giờ hacker sẽ đun củi lên nhá. Đây là bếp mà hacker vừa mới dựng lên này. Nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bẻ những cái cành nhỏ nhất này.
không biết là các bạn đã được dã ngoại như thế này chưa ạ? Cảm giác rất là tuyệt vời. Hãy cứ đi rửa son lại nha. Bây giờ hãy cứ sẽ đậy lắp lại nhá. Để tí nữa sôi thì sẽ thực hiện. Không biết là các bạn đã được trải nghiệm những cái buổi dã ngoại như thế này chưa ạ? Nếu mà các bạn chưa được thì hãy bảo với bố mẹ của các bạn ấy, chứ các bạn đi dã ngoại nhiều vào nhá. Nhưng tất nhiên là thời điểm này là thời điểm dịch Covid nên là hạn chế ra. Đây là chú Hacker cũng thỉnh thoảng chú mới ra dã ngoại như thế này thôi. Ngọn lửa bây giờ rất là to rồi. Chắc là tầm khoảng 10 phút nữa là cái nồi nước này sẽ sôi lên. Các bạn ơi, nước sắp sôi rồi. Bây giờ Hector sẽ cho cà chua xuống vào. Chú sẽ lấy những cái gói gia vị nào chú đổ vào đây nhá. Cả cái nồi này phải 2 gói mới đủ. Ok.